đời, vợ chồng không có lợi thân nên không xem xét giải quyết. Với các bạn tên tôi đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết đối với các yêu cầu khởi kiện và các yêu cầu phản tố đã đúng. Căn cứ điều 33, khoảng 1, điều 56, điều 58, 59, 81, 82, 83, 84 từ luật hôn nhân gia đình và thông tư liên tịch số 01 năm 2016 ngày 6 tháng 1 năm 2016 chấp nhận yêu cầu xin ly hôn và Thảo, việc nuôi con và các đứa nuôi con giải quyết theo hướng đã phân tích ở trên, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Thảo và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Vũ về việc chia tài sản chung của vợ chồng theo hướng đã phân tích ở trên. Về án phí dân sự sơ thẩm, các bên phải chịu theo quy định pháp luật. Trên đây là ý kiến của viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tôn trọng pháp luật của thẩm phán và xét xử thương vị những người tham gia tố tụng trong phiên tòa và quan điểm về việc giải quyết vụ án. Cảm ơn chị này.